Hello, xin giới thiệu đến tất cả anh em. Bên em có một cặp loa, dòng loa này là bên Binger nha các anh em. Người Binger nha. Anh này dòng này loa bass 20, bass 20 và một chép đơm. Dòng này là không nên lòng dòng loa kiếm âm nha các anh em. Đặc biệt dòng này là màng nó là màng bóng nha các anh em. Và này gân cao su nha. Và em quay phía sau các anh em xem này nha. Đây phía sau. Đây là phía sau của loa Binger model là B2031B. Dòng này lo hai quay và studio monitor. Dòng này Binger công suất 150W, lo 4 ohm. Một cặp lo này là 24kg nha anh em. Một cặp lo này 24kg nha. Một cặp lo như thế này là 24kg. Và bên đây là em đã tháo một cái bên trong, là tháo phía bên trong cho anh em xem. Củ lo này, củ lo bát này không là 3,5kg nha anh em. Củ lo bát không 3,5kg nha. Rất là bự nha, rất là nặng nha. Lo nhỏ nhưng mà cái thùng nó nhỏ nhưng mà củ lo nó to, rất là to. Cái củ lo bát 3,5kg rất là nặng nha các anh em, rất là nặng nha. Và nó làm mà sườn gan đúc nha các anh em. Và đây nó bên trong đây. Các anh em xem nha, rất là bự nha. Và đây là củ lo chép. Củ lo chép từ đôi luôn. Rất là khủng nha đó anh em. Dòng này là cái mặt nạ nó bằng nạ nó cái này, làm anh em là nhựa nha. Đây. Đây và phía bên trong nó là những cái miếng cách âm đó các anh em. Nó rất là dày dặn nha. Cái thùng này rất là dày các anh em, dày khoảng 5 6 ly đó. Đây là phân tầng các anh em, phân tầng đó nha. Hàng này bãi xịn nha các anh em, bãi xịn nha. Này hàng bãi công Mỹ về nha các anh em. Và ở đây nó, và em sẽ và đặc biệt có cái cặp này thì em về nó bị lỗi một cái nhỏ nha các anh em, bị lỗi nha, là có một nó bị cấn màng, nó bị đứt một lần nha các anh em. Và em đã đưa thợ nó xử lý, nó để làm phía sau phía trong cái này rồi, nó vẫn xài bình thường, nhưng mà mình nhìn kỹ mới thấy nói chung thì giá nó bị giảm nha các anh em, do mua mà không tha em nhập về mà nó bị lỗi rồi, không hay. Và em bán giá rẻ cho anh em về chơi. Nói chung cặp này hát rất lực, rất là bạo nghe anh em, rất là hay nha. Và chút xíu em sẽ làm clip chắc anh test nó xong biết sao. Bây giờ mình lo kiếm mâm một cặp là 24kg. Cái lô bát 3,5kg. Dòng này hàng bãi nha các anh em. Cặp này rất là ngầu nha. Và anh em nào làm được thì liên hệ em cặp này nha. Dòng này em thanh rất là lực, rất là hay nha. Và anh em nào cần thì liên hệ em. Xin chào.